thực hiện nghị quyết số 93 ngày 31 tháng 10 năm 2016 của chính phủ phê duyệt thỏa thuận Paris thực hiện công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để giải quyết các mục tiêu nêu trên, bao gồm nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược quy hoạch, tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu